Hello anh em, chào mừng anh em trở lại video mới nhất của mình trong ngày hôm nay. Thì video hôm nay mình xin giới thiệu một số cái sản phẩm mà bên mình đang bán nha anh em. Đây, hôm nay có một bạn đặt của mình là một cái đồng hồ Uma cho anh em xem luôn. Bạn đặt bên mình là một cái đồng hồ Uma nha anh em. Đây, hàng mới 100% nha anh em, rắc đồ là chưa làm gì hết. Rắc là dành cho các dòng Adapter 2010 Sebac Thái và Sirius nha anh em. Nếu anh em muốn sử dụng anh em phải chế rắc lại. Và hiện tại là cái dây adapter bên mình lúc này là cái tình hình là nó hết hàng, cho nên không có làm cái dây đó nữa nha anh em. Mong anh em thông cảm. Rồi, cái đồng hồ Uma mới 100%. Một cái đồng hồ này nó gồm là một cái nút bấm và một cái cộng dây là kết nối với lại đo tua máy nha anh em. Đo tua máy với IC lên. Và một cái nút để chỉnh thông số và cài đặt đồng hồ. Đồng hồ này thì giá nó tầm khoảng là 700 mấy thôi. Anh em inbox mình để biết được giá tốt nhất nha anh em. Anh em muốn mua hàng thì có nhiều anh em hỏi mình là muốn mua hàng là làm thế nào để mua hàng. Thì anh em vào cái fanpage Wedding TV trên Facebook, anh em cứ inbox trực tiếp vào cái fanpage đó. Trước khi anh em bấm inbox thì anh em nhớ nhấn thích cái fanpage đó giúp mình ha. Đó. Tiếp theo là cái đồng hồ Lắc 110, mình mới vừa đi dây xong luôn. Đây, cho anh em xem chiến trường luôn nè. Đó. Mình mới vừa đi dây xong luôn nha anh em. Đó. Mới 100% luôn nha anh em. Này. Dây rồi mình làm lại hết. Đây anh em thấy không? Về thì anh em có cắn mấy cái này thì anh em có thể lấy cái cưa ống nước anh em cưa mấy cái này bỏ nha. Chứ mình không có cưa mấy cái này, mất công mình cưa mấy cái này anh em nói là nó làm xấu cái đồng hồ của anh em nữa. Mấy cái tem mạc rồi là mình dán lại hết. K57 là hoàn ha. Anh em về anh em có tháo ra thì tháo. Mạc đồ mình gắn lại hết, mấy cái này để nguyên hết, mình chỉ đi dây lại thôi. Đồng hồ này có hai loại nền xanh và nền đỏ nha anh em. Anh em thích loại nền nào thì anh em cứ inbox cho mình để đặt hàng bên mình. Và một bạn đặt cái đồng hồ Uma này và bạn đã đặt luôn cái bờ cổ nha anh em. Bờ cổ quay chế cho đồng hồ Uma luôn. Đó. Nha anh em. Rồi. Video này mình chỉ chủ yếu là để mình quảng cáo những cái sản phẩm bên mình thôi. Anh em có đặt hàng thì cứ inbox trực tiếp cho mình ha. Mình bao là giá cả của mình là rẻ hơn tất cả các shop khác. Như anh em biết là Phục Nai bây giờ trên thị trường đang bán là 2,2 triệu. Mình bán 1,150 triệu. Ý 2,150 triệu, sorry anh em. Mình bán 2,150 triệu. Anh em nào cần thì cứ liên hệ mình. Chính hãng bao cho anh em nếu mà phát hiện hàng giả hàng nhái. Rồi, video mình sẽ kết thúc tại đây ha. Anh em nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình để cập nhật những video mới nhất để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.